Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật rất là đẹp trời. Nắng rất là đẹp. Mình sẽ dắt các bạn đi ra ngoài đi mua vàng. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn hai chỗ để mua vàng trang sức và mua vàng thỏi để dành. Thì ở bên Nhật mới đầu qua mình rất là băn khoăn là không biết là có thể mua vàng ở đây hay không, và mua thì cần những cái yêu cầu gì. Thì ngày hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi một số chỗ ở đây và chia sẻ với các bạn. Chủ yếu là hôm nay mình đi coi cho có thôi, chứ thường thường thì mình, nếu mà là vàng thỏi thì mình thường hay mua online gửi về nhà, bởi vì mình rất là ngại đi xa mà cầm theo nhiều tiền trong người. Đây là cổng phía nam của ga Okachimachi. Thì ở Tokyo, Okachimachi là khu vực gọi là địa bàn bán vàng sầm uất bậc nhất luôn. Và hầu như lúc nào mà mình muốn mua vàng nữ trang, mình đều đi vào đây để coi hàng trước. Bởi vì ở đây có cực kỳ nhiều nơi bán giá rẻ, có sale. Tuy nhiên thì mình sau một thời gian đi coi nhiều thì chỉ lựa những cửa hàng lớn đáng tin cậy thôi. Thì các bạn có thể thấy có rất là nhiều cửa hàng nhỏ bán sale và giá rất là phải chăng. Chủ yếu là chỉ khi nào mà mình mua những cái Có mà coi không? trang sức nhỏ nhỏ như là bông tai, nhẫn hay là dây chuyền á, thì mình đi vào những cửa hàng nhỏ để mình xem kiểu loại. Nhiều cái kiểu rất là dễ thương thì mình thích thì men, để gọi là men chơi thôi á, thì mình cũng có thể mua. Mình cũng từng mua mấy cái bông tai nhỏ nhỏ 5 cent một man ở đây cũng khá là nhiều. Một điểm rất là ok khu vực này á, là họ có rất là nhiều cửa hàng miễn thuế. Vì vậy nên nếu mà bạn sang Nhật du lịch mà đi chơi mà thấy có một vài kiểu vàng mà bạn rất là thích, rất là dễ thương mà không tìm thấy ở Việt Nam á, thì có thể mua miễn thuế. Chứ còn nói về giá trị thì thường là vàng ở Việt Nam mua đơn giản dễ và giá rẻ hơn Nhật. Hôm nay á, thì mình muốn giới thiệu với các bạn cái cửa hàng này là Gala. Đây là cửa hàng nhận được rất là nhiều bình luận và review tốt. Và cái cửa hàng này thì nó rất là to và rất là đáng tin cậy, và cái hệ thống service của nó rất là ổn luôn. Kiểu các bạn nhìn vào nó như là một cái B&G ở Việt Nam vậy á, thay vì là một cái tiệm vàng nhỏ lẻ. Tuy nhiên thì nó sẽ mắc hơn những tiệm vàng bên ngoài khá là nhiều. Cửa hàng Gala này thì có 3 tầng. Tầng ngay ở mặt đất thì nó nhiều chủng loại, có cả vàng cũ, vàng tái chế và vàng mới. Còn ở bên tầng dưới là vàng để gọi là bridal, là nhẫn kết hôn, dây chuyền, đồ để đi kết hôn. Rồi những cái vàng mà có chất lượng cao. Rồi ở bên trên thì có customize. Nói chung là khá là thú vị, là một cửa hàng rất là lớn. Ở đây họ cho mình dùng thử vàng miễn phí, và mình còn có thể mang vàng bị hư của mình đến đây để sửa nữa. Mặt khác, nếu như mà bạn muốn mua vàng thỏi nguyên chất, vàng 4 số 9, thì mình cực kỳ tiến cử cái cửa hiệu tên là Nihon Material. Thì cái này chủ yếu là mình mua online. Nếu mà bạn muốn đến cửa hàng chính thì họ có một vài cửa hàng xuyên suốt khắp Tokyo. Thì tiện đây mình đi Okachimachi thì mình sẽ chỉ cho bạn cái cửa hàng. Nhưng mà cửa hàng này thì không có mở cửa ngày cuối tuần. Bởi vì khi mà bạn mua vàng thỏi thì cái giá vàng trên thế giới, giá vàng Nhật Bản nó thay đổi mỗi ngày. Vậy nên họ chỉ bán hàng trong thời gian làm việc từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều những ngày trong tuần mà thôi. Ban đầu mình biết đến cửa hiệu này là qua Rakuten, bởi vì mình đang muốn mua vàng nguyên chất, lúc đó là năm 2019. Lâu lắm rồi mà mình thấy có rất là nhiều kiểu dáng nhìn rất là thô xấu, chỉ có đúng cửa hàng này là kiểu dáng đẹp đúng theo ý mình mà giá cả phải chăng, nên mình mua từ Rakuten. Thì các bạn có thấy được đó là giá trị từ cái lúc năm 2019 tới giờ là nó đã tăng giá trị rất là nhiều rồi. Sau này mình còn mua thêm một vài lần nữa, ví dụ như là sinh nhật 1 tuổi của con mình cũng mua để cho nó bốc. Rồi mình mua cái thẻ vàng nhỏ nhỏ này để tặng chồng mình, bởi vì nhìn nó rất là đẹp, bỏ vào trong túi nhìn rất là cấu cạnh đẹp lắm luôn. Và thêm một cái ý nghĩa nữa là bỏ một cái cục vàng nhỏ nhỏ như vậy vào trong ví tiền thì nó sẽ gọi thêm nhiều tiền vàng nữa về trong túi của mình. Thì các bạn thấy là trên trang online của nó có rất rất nhiều kiểu dáng cho những cái thẻ vàng nhỏ nhỏ này. Thì mình thấy là thường là đi ăn thôi nôi thì có thể mua cái này để tặng cho các bé. Đây là một trong những số ít cửa hàng không ăn nhiều tiền hoa hồng trên việc mua bán vàng. Các bạn có thể vào cái phần hỏi đáp của trang để tìm hiểu kỹ hơn về việc mua bán vàng. Thì ở cửa tiệm này các bạn có thể đặt online hoặc là gọi điện đến thì người ta sẽ gửi vàng về nhà cho bạn.
và bạn phải xuất trình thông tin cá nhân, cũng như là sau này khi mà bạn cần bán vàng thì bạn cũng cần xuất trình thông tin cá nhân để có thể bán ra được. Rồi, video clip hôm nay của mình thì tạm như vậy thôi. Nếu mà các bạn có thêm nhiều câu hỏi thì cứ để lại bình luận bên dưới nha. Bye bye mọi người.